Hôm ngày 11 tháng 3, ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn của Bộ Y tế nói với truyền thông nhà nước rằng Việt Nam chưa có chính sách liên quan đến giấy chứng nhận tiêm chủng và bất cứ ai nhập cảnh vào Việt Nam đều phải trải qua kiểm dịch bắt buộc 14 ngày. Ông Phu nói điều đó khi Trung Quốc và Israel bắt đầu cấp giấy chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số cho những du khách đã được tiêm vaccine chống COVID-19. Mỹ và Anh cũng đang xem xét cấp vaccine passport tương tự, trong khi Liên minh châu Âu bắt đầu kế hoạch cho phép những người đã mắc bệnh đi lại tự do hơn trong khu vực vào mùa hè này. Và mới đây, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp, cũng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đề xuất hộ chiếu vaccine để tái khởi động lại ngành du lịch Việt Nam. Người dân Hà Nội khi được hỏi về hộ chiếu vaccine, một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi, đã cho biết. Nếu như mà Chính phủ Việt Nam mở cửa cho những người đã được tiêm vaccine để vào Việt Nam du lịch, mà theo cái ý nguyện của nhà nước là muốn vực cái ngành du lịch sau khi Covid đã xảy ra, thì nói chung là cũng rất là khó. Bởi vì là trong cái thời gian vừa rồi, các nước là nói về kinh tế thì họ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Thế cho nên cái lượng cái người khách nước ngoài mà đi du lịch vào Việt Nam sau khi đã được tiêm vaccine nó vẫn còn bị hạn chế. Mình nghĩ là nếu mà vaccine mà được thế giới họ công nhận, cái hội mà y khoa y học của thế giới họ công nhận là vaccine tốt ấy, mà mọi người mà được tiêm thì tôi nghĩ được cái là cái được. Thế nhưng mà riêng Trung Quốc thì thấy nó có một cái dở để nó khôi phục lại cái ngành du lịch của họ. Họ bắt là những người vào của họ là phải vào nước họ là phải tiêm cái vaccine mà của nước họ sản xuất rồi. Thì cái điều là mình thấy nó hơi dở quá. Tại sao lại phải tiêm cái nước của riêng của cái vaccine của Trung Quốc thì mới được? Thì tôi nghĩ là tất cả những người mà có hộ chiếu vaccine và đã tiêm phòng dịch vaccine rồi thì đúng thật là cũng lên để mà cho họ đi lại, nghĩa là đi nhập để mà khôi phục lại cái ngành du lịch. Chỉ trước khi mà xảy ra Covid thì thấy lúc nào người ngoại quốc đông lắm, nhất là người Trung Quốc, các nước châu Âu rồi các nước châu Mỹ cả nhiều. Tôi thấy là nếu mà khôi phục được thì tôi nghĩ là thì sẽ rất đông, họ thích đi. Hay dân Việt mình thế. Trong khi đó, các chuyên gia du lịch ngay từ khi Việt Nam bắt đầu kiểm soát được đợt dịch COVID-19 bùng phát thứ ba, đã đề xuất ngành du lịch Việt Nam cần chuẩn bị chào đón du khách nước ngoài đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 từ quý thứ ba, theo cách tương tự như các nước láng giềng trong khu vực đã đề ra. Cụ thể, Thái Lan đã có kế hoạch mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine phòng coronavirus từ ngày 1 tháng 7, và Singapore cũng sẵn sàng làm điều tương tự. Trong một trả lời với Đài Á Châu Tự Do, cũng về đề tài này, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lửa Việt cho biết. Thứ nhất là nhiều nước hiện nay họ đã áp dụng rồi. Vấn đề là làm sao cho nó chính xác, tránh cái tình trạng là hộ chiếu giả hoặc là không đảm bảo chất lượng. Tiến sĩ, bác sĩ Võ Xuân Sơn, hiện đang công tác tại phòng khám quốc tế Edson, Sài Gòn, nhận định về đề xuất sử dụng hộ chiếu vaccine như sau. Cái đó tôi nghĩ nó cũng có cái hợp lý nhất định của nó, chứ không là mình xích vaccine làm gì. Tất nhiên là vaccine thì chưa chắc nó ngăn chặn được, nhưng mà nói chung là như vậy thì nó một cái hàng rào chặn xét cho mình rồi. Chứ thực ra là mình cách ly thì cũng đã chắc thì ngăn chặn được. Về vấn đề cách ly thì tôi cũng chưa hẳn là đồng ý với lại các cái cách ly mà nó rộng rãi quá. Thì bây giờ nếu mà người ta không có cái dấu hiệu gì khác mà người ta có